Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem miền Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta đã ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Chúa Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách thức Chúa tỏ mình cho ba nhà chiêm tinh, cũng như cho chúng ta thấy thái độ cần có của mỗi người chúng ta. Trước hết, Chúa đã tỏ mình cho các nhà chiêm tinh qua dấu chỉ ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Nhìn ngôi sao xuất hiện, họ nhận ra Đức Giêsu, vị cứu tinh nhân loại mới giáng sinh. Họ đã mau mắn lên đường tìm kiếm. Họ kiên trì tìm kiếm ngay cả khi ngôi sao biến mất. Nơi họ có một ngôi sao khác chỉ đường, đó là niềm tin vào vị cứu tinh mới sinh. Anh chị em thân mến, Chúa hôm nay vẫn tiếp tục tỏ mình cho dân ngoại, cho nhân loại qua trật tự của tạo thành. Giống như các nhà chiêm tinh, chúng ta chỉ có thể gặp được Chúa khi chúng ta khát khao đi tìm người. Cũng vậy, hành trình tìm Chúa của các nhà chiêm tinh cũng là hành trình tìm Chúa của mỗi người chúng ta hôm nay. Trên hành trình đó, chúng ta cũng sẽ gặp phải những thử thách. Có những lúc ngôi sao chỉ đường biến mất, có những lúc hội thánh dấu chỉ của Chúa bỗng nhiên tối sầm lại vì những lỗi lầm của hội thánh. Nhưng chúng ta xác tín rằng Chúa vẫn luôn ở đó, ngài đang thử thách đức tin của chúng ta. Cách thức thứ hai Chúa tỏ mình, đó chính là qua lời của người. Tin mừng ngày lễ Chúa Hiển Linh mà chúng ta vừa nghe công bố cho thấy, khi các nhà chiêm tinh loan báo vị vua cứu thế mới sinh, Hê-rô-đê đã triệu tập các kinh sư luật sĩ trong dân và hỏi họ về nơi Đức Kitô sinh hạ. Họ nói như lời kinh thánh chép, Đức Kitô sinh tại Bethlehem. Thánh Giê-rô-ni-mô nói không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Chúng ta không thể biết được ngài là ai và sẽ không nhận ra dung mạo đích thực của người nếu chúng ta không học hỏi thánh kinh. Sách thánh là câu chuyện của một dân tộc đọc lại câu chuyện đời mình dưới sự dẫn dắt của Chúa. Đó là câu chuyện về một vị Thiên Chúa yêu thương con người cho đến cùng, khi chào ban con một của người là Đức Giêsu Kitô để ngài đến giữa chúng ta. Ngày nay, thưa anh chị em, Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình cho chúng ta qua lời của Chúa. Vì thế chúng ta chỉ có thể gặp được Chúa khi yêu mến lời của người. Người là ngôi lời đã làm người,
và ở giữa chúng ta. Những ai đón nhận lời thì người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Cuối cùng, như những người đó thái đương thời với Herode và những kỳ mục trong dân, họ chỉ biết được Chúa mới sinh qua sự tìm kiếm, sự hiện diện của các nhà chiêm tinh. Ngày nay Chúa vẫn đang tiếp tục tỏ mình ra cho nhân loại qua những con người thành tâm, thiện trí, cách riêng qua hội thánh của người. Hội thánh do Chúa Jesus thiết lập để ra đi loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Chúa Hiển Linh, hôm nay Chúa tiếp tục tỏ mình cho những ai chưa nhận biết Chúa qua vũ trụ vạn vật, qua sách thánh và hội thánh của người. Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah hôm nay gợi cho chúng ta về sứ mạng của chúng ta trong tư cách là cộng đoàn hội thánh, cũng như trong tư cách là cá nhân mỗi con người. Như dân Do Thái xưa, chúng ta đã được Chúa tuyển chọn để qua chúng ta nhân loại nhận ra Chúa. Vì thế chúng ta hãy làm bừng sáng lên nơi cuộc đời chúng ta ánh vinh quang của Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết, hãy bừng sáng, hãy vùng đứng, Jerusalem hỡi, vì sự sáng của Chúa đã tới, vì vinh quang của Chúa tỏa chiếu trên bình ngươi. Chính Thiên Chúa đã đến tìm gặp mỗi chúng ta và ban cho chúng ta đức tin vào Ngài. Để hôm nay giữa dòng cuộc đời, chúng ta được mời gọi nhìn ngắm Ngài và qua đó giới thiệu về Ngài cho anh chị em chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta như các nhà chiêm tinh xưa luôn khao khát đi tìm Chúa và mau mắn đi tìm người. Đặc biệt là khi tìm được người thì chúng ta khiêm tốn phủ phục tôn thờ người. Xin cho mỗi chúng ta cũng biết yêu mến lời Chúa để lời Chúa thắp sáng cuộc đời chúng ta và qua chúng ta mọi dân thiên hạ nhận ra vinh quang của Chúa đang chiếu tỏa khắp địa cầu.